chào mọi người. Chào mọi người, mình là Phương, là sinh viên năm nhất của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình dự tuyển vào ngành dược của trường Đại học Đa Khoa Sen. Kế bên mình là bạn Ngọc. Mình tên là Bảo Ngọc, mình hiện tại đang là học sinh lớp 12 của trường Sài Gòn International College. Mình đang dự tuyển thi vô ngành y của trường Đại học Đa Khoa Sen. Tụi mình mới hoàn thành xong bài thi, bài nói và bài viết. Bài thi viết của mình có 15 câu hỏi là phụ sinh. Như phần sinh thì sẽ đi qua hầu hết các phần lý thuyết. Nhưng mà như trong bài của mình thì sẽ đi sâu vào phần sinh học tế bào, cũng như là quá trình trao đổi chất qua màng. À, phần hóa một tí phần nặng sinh, phần sinh cũng có tính toán ở trong đó tốt rồi. Phần phần hóa không nặng về phần tính toán, nhưng sẽ đi sâu về các tính chất vật lý hóa học của từng phần. Thì mình nghĩ các bạn nên học kỹ để thi tốt. Tiếp theo là không? Nói hóa luôn rồi còn đâu. Thì hóa năm nay thì đề chỉ có một câu tính toán thôi, thì chỉ là tính toán môn đơn giản, cũng thì cũng giống như là năm lớp 8 hóa của Việt Nam, thì cũng có một số câu về hóa hữu cơ, như là mấy cái gốc, nhiều cái gốc hữu cơ khác nhau. Sinh năm nay cũng có một câu cũng tính toán, nhưng mà nó chỉ hỏi mấy cái possibility giữa mấy cái genes của giữa mấy cái alleles thôi, nên cũng không có khó. Thì tính toán năm nay sinh có một câu hóa, một câu, còn lại đều là lý thuyết hết. Về phần phỏng vấn thì mình được hỏi từng phần có hai giáo sư, có hai giáo sư. Có hai giáo sư phỏng vấn tất cả, một người muốn về môn hóa, một người sinh. Sinh sẽ phỏng vấn trước và những câu hỏi sẽ liên quan đến những hệ trong cơ thể con người, như hệ tuần hoàn, hệ hô hấp. Và những câu hỏi sẽ đi từ dễ đến khó và hơi khó. Thì môn hóa cũng tương tự. Đó là những kinh nghiệm của mình. Còn mình thì mình được hỏi về hóa trước rồi sinh sau. Thì hóa thầy hỏi về những cái liên kết hóa học nè. Xong rồi tự nhiên là mình phải nói, thì thầy có hỏi sâu một chút về liên kết cộng hóa trị. Rồi ngoài ra thầy cũng có hỏi một số câu về hóa hữu cơ, thì mình được hỏi về aldehyde. Rồi như là nếu mà cũng mình thì lúc mình cũng có nói về ester, thì thầy cũng có khi mình nói thêm một chút về cái chất đó. Rồi thầy cũng có hỏi về như là những cái tính chất vật lý, hoặc là cái độ mạnh nhẹ giữa những cái bond sẽ như thế nào. Sinh thì mình được hỏi về DNA này, cái replication process nè. Rồi cũng có hỏi về cái cấu trúc của DNA. Rồi cô cũng có hỏi thêm về hemoglobin. Rồi sự trao đổi chất của hệ tuần hoàn, rồi sự áp suất của máu, vân vân và vân vân. Thì cả hai tụi mình chỉ được hỏi về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn, không có được hỏi về não với lại hệ gì. Đó là kinh nghiệm của mình và Ngọc trong kỳ thi năm nay. Hy vọng các bạn cũng ôn bài và thi thật tốt. Xin chào các bạn. Bye bye.